Mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không? Ngày hôm nay á, Happy muốn nói cho mấy bạn biết là Happy đang ở gọi là nhà của bà Happy nè mấy bạn ơi. Nhưng mà bà của Happy bị bệnh hoạn á mấy bạn, nên bởi vậy á, bà của Happy không có cho Happy đi ra ngoài chơi mọi người ơi. Mọi người thấy không? Bởi vậy không đi ra ngoài chơi được. Nên bây giờ trong lúc bà đó gọi là đi ngủ á, Happy sẽ trốn thoát ở đây nha. Thì mấy bạn ơi, bà đang ngủ nè, nhưng mà ngủ không nhắm mắt. Hay quá. Rồi thôi, tranh thủ lúc này Happy sẽ gọi là chạy khỏi đây nha mọi người ơi. Ok, đi ra cánh cửa này. Mấy bạn ơi, quên nữa chứ, và nhà bà của Happy cũng có nuôi mấy con mèo nữa, nên mình phải đi từ từ thôi. Mình mà đụng trúng mấy con mèo nó kêu lên cái là bà của Happy ra giả Happy cái bóp. Đấy. À, rồi đây là những cái kẹo nè mọi người ơi. Đây là những cái kẹo của Happy nè, nhưng mà bà của Happy không cho Happy ăn kẹo á, nên bà của Happy giục vô đây nè. Nhưng mà cái kẹo này nó có tác dụng để giúp Happy gọi là chạy trốn khỏi đây nha bạn. Rất là thông minh. Ok, và bây giờ cái cửa của mình đã bị khóa rồi bạn ơi. Bà này thông minh thì chứ. Đi đường này. Thấy không? Trời ơi. Rồi qua bên đây. Ok mọi người ơi, thường thường người già sẽ rụng hết răng, sẽ gọi là làm mình răng giả đúng không mọi người. Đây răng giả, đây răng giả rất là nhiều luôn nha mọi người ơi. Đấy, rồi xong còn những cái tia nước ở đây nữa nè. Đấy, như bên đây thôi. Rồi thêm cái ca để xúc miệng nữa, tự ở đâu ra một đống ở đây vậy. Rồi xong tới mê cung rồi mọi người ơi. Mê cung. Mình đâu đi làm cái ống thông gió vậy chi vậy? Rồi biết cái đường nào để thông gió để mát không? U lộn để thông gió không? Mới biết cái này là cái ống thông gió, hay quá. Đây rồi. Rồi. Ủa gì vậy? À trời ơi bạn ơi, Happy tưởng nó là Happy quay lại cái chỗ của bà. Của bà Happy hồi nãy chứ. Ê về bà Happy đi chỗ khác. Hên quá. Oh no, bà của Happy đang lên mọi người ơi. Và đang luôn cái con này đi lên đây. Oh no, thấy ghê quá. Nên bây giờ chúng ta không nên đụng vô cọng len nha mọi người ơi. Khi mà chúng ta đụng lại là bà Lan. Ôi lộn, bà đang mình lên len luôn á. Đang lên mình giống như nè. Ôi cái tường cũng kiểu như là y như là cái ghế sofa của bà đang ngồi luôn á. Bây giờ bà đang ngủ luôn á các bạn ơi. Bà đang khò. Ê gì á. Ok, mà mình biết là mình nở đụng vô cái cây kim rồi. Đấy. Hey. Rồi nhảy bên đời. Hey. Ok, hên quá, mình suy nghĩ vô kéo. Oh no, nguyên cuộn len luôn mọi người ơi. Nguyên cuộn len luôn, cuộn màu xanh, rồi cuộn màu tím, rồi cuộn màu đỏ nữa. Cuộn màu xanh lá nữa. Thật ghê gớm. Ủa không phải cái đó cái cuộn len mà hay bi tưởng nó cái gì. Bi tưởng nó là cái đó cái cửa đi á. Ê chị men. Tăng động. Tăng lực, tăng lực, tăng lực, thấy không? Trời ơi. Rất là mừng luôn, mừng rớt nước mắt luôn á mọi người ơi. Đó là cái ghế yêu thích của tôi. Mình thấy là bạn nên nói lại với bạn, cái ghế này là của bà của mình nha mấy bạn ơi. Nhưng mà để Happy nói cho mấy bạn nghe nè, tức là cái ghế này nè là của cái bạn này nè, nhưng mà bà của Happy á chôm luôn cái ghế của bạn đó. Nhưng sao bạn nó quyết định giục cái ghế xuống đấy? Bà có cái bức tranh con mèo rồi. Ông ra giục một đống đồ xuống đây chi vậy man? Ok, cái tủ này tôi chui vô. Ôi, định nói chui vô giỡn tí thôi, nhưng mà chui vô được thiệt nha. Rồi cái này là gì đây? Đây là màu mọi người ơi. Màu nha. Nó làm gì mà phá hoại vậy trời. Ok mấy bạn ơi, thì đó gọi là nhưng mà Happy không có muốn xúc phạm bả đâu nha mọi người. Ui lộn, bà của Happy chứ. Nhưng mà đây là gọi là một cái sự rất là này nọ. Bả ăn thịt người hả? Mình phải nhảy được những cái miếng thịt của người anh em của mình. Thật ra đâu cũng phải anh em của mình đâu. Nhưng mà thấy ghê quá mọi người ơi, bà này bả ăn thịt người hay gì vậy? Bà Ray má. Ở đây là túi cà phê. Ô lộn. Cái này là một ghế mọi người. Từ từ thôi. Hey. Gì vậy mày?
ok, mình đụng trúng cái giọt nước. Xin lỗi. Sugar. Ok mấy bạn ơi, mới nhìn vô là mình biết đèn đường để đi luôn á, thấy không? Mình nói á, là mình chỉ đi thôi, thấy không? Bởi vậy cái này nè, ba cái này là dễ lắm, để mình đi cho mấy bạn xem nè. Nè, bởi vậy mình thuận bên trái, mình đi bên trái nè. Thấy không? Trời ơi, ba cái này dễ á. Mình giỡn với bạn thôi chứ mình chơi anh Giang á. Mình chơi là mình thôi sao ta, mình chơi mình khom xuống á. Đấy, chiếc bon nghĩa là những cái cuộn len. Rồi xong cái này là cái ống len. Làm gì vậy? Làm như cái mặt cặp vậy? Hả? Happy cũng biết sao mặt bà cặp gì nữa. Nhìn mặt bà khó ưa quá bạn. Chắc là bà bị xương khớp. Nhưng mà không ai điều trị xương khớp cho bà quá. Con nghiệp ơi. Không ai điều trị xương khớp cho bà đó. Nên bà đó đang hối hận vì không có một đứa cháu. Bà này hơi kỳ nha. Cái mặt nhìn cặp cặp. Bà! Ok. Cho con bấm ké thế nào. Đùa chứ cho ăn ké. Ê gì men. Chống mặt của em quay cuồn. Bà hôn cháu ơi, bà ăn luôn cháu. Hơn quá là mình chưa có bị nhai á. Ê bậy men. Ok, và đây là cái ống tiêu hóa của bà. Những người không may mắn đã bị bà tiêu hóa. Mà làm thêm một cái đường đi cho mình. Các bạn biết cái những cái này là gì không? Cái này là cà tua. Đấy, nhảy lên đây. Ui, bà nhiều xiển vậy, mua xúc xích ăn. Trời ơi, ba cái này. Ê, đi đại cũng đúng đó men. Oh shit. Mình vừa mới nói xong là mình bị xui á mọi người. Kiểu mình tự khen mình là mình bị xui á. Là mình được ai khen á, một hồi là mình sẽ bị ngược lại, tức là mình không làm gì. Okay. Mình té xuống mà mình còn không ngỡm nữa, hay ghê á. Nghĩ lên cái xương sống của bà này. Ôi xương sống của bà này nhiều xương sống. Ủa gì? Ok, và cái này Happy có thể đi ngược vào đường kia được không? Hối hận quá mọi người, hối hận khi Happy rất là hối hận luôn mọi người. Yêu thơm phức. Thôi đi ra mọi người, cái áo quê, chóng mặt quá. Cái áo của Happy giờ nó rất là có mùi. Mọi người ơi, và bà đó bà đã bị bắt rồi mọi người, mình cùi quá đi. Có cái mọc đùi nghe cái mõm nữa. Mọi người ơi, mình đã tới rồi, mình đã thoát khỏi cái ngôi nhà của cái bà ma quái đó rồi mọi người ơi. Mình vui quá đi. Và nếu như mà mấy bạn thích video này thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Và bây giờ chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bye bye. Mừng quá, mình đi cắm đầu như mình nhảy. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.